cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh bộ đội này đó là cái gì? Nhà xấu. Nhà xấu. Ốm nè, điên nè. Vợ đi sao? Anh nhìn có phải gu của em không? Dạ không ạ, dạ không ạ. Cái đêm tân hôn nó vui không? Ủa, vui. Thì mọi người đêm tân hôn ta phải vui chứ. Bây giờ công chuyện rất là vui luôn. Đó là cái phòng em ở là làm phòng tân hôn luôn á. Từ trước tới giờ em ở là không sao hết. Cái hôm mà em rước vợ em về tới nhà cái một là tối hôm đó là trời mưa to. Cái nhà dột, tự nhiên dột ngay trong phòng em. Ok không? Cái đêm đầu tiên ra thì say xe ngủ thì mình không nói rồi. Cái đêm thứ hai cũng ngủ luôn anh. Tới khuya em kêu anh ơi, anh ơi, mình đi thử tuần trăng mật mà. Trời tới là ngủ. Đêm thứ ba là về là đâu có làm gì nữa. Ủa, giống như sáng sớm chào vợ yêu buổi sáng, chúc vợ yêu ngày mới tốt lành, sao bạn kết tuổi. Trong xe hơi cũng vậy. Em ơi, anh chuẩn bị. Trong xe hơi cũng vậy thôi. Em mà có thả bom á thì em còn nói cho vợ. Vợ đi im mà. Làm im ru mà không nói năng gì hết. Rồi em đâu có chạy được nữa đâu. Chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và toàn thể khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Minh Quân. Em hiện tại đang công tác tại siêu đoàn 309. Quân năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 31 tuổi ạ. Vị trí của Quân hiện nay gọi chính xác đó là gì ạ? Dạ, hiện tại là em là nhân viên kỹ thuật bên xe ô tô là chính ạ. Xe. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và chị Thanh Vân cùng toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay. Con tên là Lê Thị Thanh Trúc, năm 1997, hiện là nhân viên văn phòng. Hai bạn là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tính tới thời điểm này là 2 tháng. Ôi, son thật sự này. Hai bạn gặp nhau như nào? Dạ, tụi em có cơ duyên gặp nhau ở Phà Cát Lái. Lúc đó em đại diện cho quận phường, quận 9. Còn ảnh thì đại diện cho quân đội. Là lúc đó đi cũng meeting, diễu hành quân đội. Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh bộ đội này đó là cái gì? Nhà xấu. Nhà xấu. Ốm mà đen. Đen nè. Em làm bộ đội cho nên là nhìn thấy bộ đội em thích lắm. Mà lúc đó có nhiều đơn vị lắm. Đơn vị nào cũng mang đồ khác nhau. Cho nên là em cứ tới một đơn vị em xin chụp hình chung. Cầm hình đó em về hỏi ba là đơn vị nào. Thì vô tình là có hình của ảnh. Là em đến em xin chụp ảnh cùng anh ấy. Quân có bất ngờ không? Em cũng cảm thấy bất ngờ bởi vì là ít người mà xin chụp hình như vậy lắm. Cái lúc đó là Quân mặc quân phục hay là mặc đồ bình thường? Dạ lúc đó em mặc đồ giả chiến ạ. Lấy vợ đẹp ra hay là đi quân đội đẹp ra? Dạ lấy vợ đẹp ra. Thế thì Quân thì sao? Quân có ấn tượng gì với cô gái này không? Ấn tượng đầu tiên của em là tự nhiên là có một cô gái tới mà xin chụp hình chung với mình là mình đã sẽ có ấn tượng rồi. Lúc mà nhìn từ xa là rất là lăng xăng, nhoi á, nhoi luôn. Nhoi, lo nhoi đó, đúng không? Cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia rồi xin chụp hình. Nhưng mà ở đây thích không? Thích nên là bây giờ mới được thành vợ chồng. Gu này là gu nhoi anh. Thế còn vợ thì sao? Anh thì có phải gu của em không? Dạ không ạ, dạ không ạ. Trong cái buổi meeting đó thì em có nhìn thấy những cái bóng dáng của các quân nhân, của các anh chiến sĩ, em có để nào khác ngoài này không? Dạ có. Mắt phạm sực lên vậy anh. Ôi trời, giống như ngày hôm qua vậy đó hả? Trong mấy cái tấm hình đó thì em có để hai anh nhưng mà em không có xin số điện thoại, thì có anh này mới xin số điện thoại. Ủa mà lý do gì xin số điện thoại không? Ảnh xin em. Dạ, em xin ạ. Cũng may là ổng xin đó nghe. Tức là gặp nhau bao lâu thì là bắt đầu có cái dự meeting đó là năm 2018. Là bây giờ là 5 năm rồi. Khi em có điện thoại rồi đó Quân, em liên hệ cô này liên tục đúng không? Dạ em có liên hệ rồi, có tán tỉnh đi chơi tìm hiểu á, 6 tháng nhưng mà tìm không hiểu. Đến khi nào thì em mới có cảm tình với anh này? Tới năm 2022. 4 năm luôn hả? 4 năm rồi. Hai người làm gì vậy? Ảnh của em 6 tháng nhưng mà em không có thích. Tại vì em suy nghĩ là nếu mà quen bộ đội thì mình sẽ một mình hoài, mình không có hạnh phúc. Em chỉ ngưỡng mộ mấy anh bộ đội tại vì mấy anh giống ba em á. Hai tụi em ngừng liên lạc với nhau thì cho tới năm 2022 thì tụi em có liên lạc lại. Lúc đó dịch thì em bán hàng online thì ảnh mua thường xuyên. Nói chuyện lại. Đây là một cái cách để cưa đây này anh này. Đầu tư đó, có đầu tư. Em ở đơn vị thì cũng buồn, độc thân nữa. Các anh có vợ thì nhiều khi là đơn vị còn có thể tạo điều kiện cho về với vợ một tí. Còn như tụi em là cấm hẳn 100%. Em mới lên trên mạng rồi kiếm mua mấy cái đồ ăn vặt rồi các kiểu á. Thì gặp vợ cũng đang bán, lúc đó vợ đang bán. Lý do gì mà em lại quay trở lại với cô gái này? Thời gian sau á, thì khi mà mua hàng online xong á, thì có nói chuyện nhiều lắm. Em cũng có gọi là tán tỉnh. Thì vợ em ấy thì cũng dạng như là lúc nhã mà lúc đớp á. Vợ em cũng có mấy câu mà cũng dạng như là thả thính thì tán ngược lại em á. Cho nên là từ từ rồi hai người mới có đầu quen lại. Ủa tại sao vậy? Tại sao lại quay xe hướng về ảnh vậy? Đâu anh ơi, đây là chắc là khách này là sụp này. Đây là có một chút gọi là đúng rồi. Tại anh mua hàng anh hay bo em. Đó, thông minh. Bây giờ mình đến cái giai đoạn mà hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại đó. Thì nó có kỷ niệm gì thú vị kể cho anh nghe đi. Sau một thời gian mà mua hàng như vậy đó là bắt đầu nói chuyện lại chắc là từ tháng 6 á. cũng gần hết dịch rồi thì bắt đầu nói chuyện lại. Đến hồi tháng 8 tháng 9 thì em có dịp về dưới nhà vợ em có tự tay em đan một cái túi xách nhỏ nhỏ như vậy nè. Ui khéo tay không. Xong em xuống tới tận nhà em tặng, tính là gửi ship nhưng mà em bảo là thôi thì mình tự ship đi để chân thành hơn. Thì em mới tự xuống, vợ em gửi cho em một cái định vị, nhà vợ với nhà nội là quay cái đít vào nhau. Định vị sao em chạy thẳng một mạch vô ngay nhà nội luôn. Hôm đó là nhà vợ lại có giỗ đông lắm, có cả ông ngoại ngoài quê vào nữa cơ. Vô thẳng nhà nội luôn. Duyên đấy. Ồ, đúng là duyên luôn á. Công nhận. Khi gặp lại thì cái cảm giác của em như thế nào? Cũng như là khi mà em nhận cái món quà của Quân á, lúc đó thì em cảm nhận ra sao? Lúc mà gặp lại thì mập đẹp, nhìn đẹp ra. Anh kêu là em mở cái quà ra đi. Cái em mở ra, trời ơi, đẹp như vậy. Sao em hỏi anh làm hả? Anh làm á, em thấy đẹp không? Dạ đẹp, xong em cất tới giờ luôn. Có mời vô ăn đám giỗ rồi có giới thiệu với dòng họ với bà con được không? Em không có mời mà nhà em mời luôn. Mẹ em nhiệt tình lắm. Ngồi đi con ăn này con qua tới nơi gấp đồ ăn cho ăn luôn. Mẹ có thấy cái hình ảnh mà người con trai này tặng quà cho con gái của mẹ không? Dạ có, lúc đó là tất cả mọi người đều thấy luôn. Bạn này rất tâm lý nha, phụ nữ này mà chả thích túi. Đúng rồi. Còn túi tự làm nữa, trời ơi, đổ cái một. Bà con có xúm lại hỏi sơ yếu lý lịch gì không? Dạ có. Nhất là các bác hỏi rất là nhiều, các bác hỏi là ở đâu rồi, quen được bao lâu rồi, với lại là có mấy chị nữa. Mấy chị kêu là Trúc là chưa bao giờ đưa ai về nhà hết á, nay mà dẫn về mà còn dẫn ngay đám giỗ luôn là cả dòng họ luôn là biết rồi, là coi như ra bắt luôn rồi đó. Dạ áp lực không Dạ không, tại vì em bộ đội á thì cái tính của em nó tự nhiên quen rồi. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Tới tháng 9 thì tụi em mới chính thức quen nhau. Từ đám giỗ, tháng giỗ đâu, tháng mấy? Đám giỗ là tháng 5, là 4 tháng sau. Bên nào tỏ tình với bên nào chứ? Giờ bên đó tỏ tình với em. Lúc đó em đang thi lái xe ô tô. Anh cứ kêu là em ơi em làm bạn gái anh nha. Đang thi mà đang học bài bật á, kêu bật quá để thi xong đã là tính. Lúc mà em thi mà em bị trượt cái phần mô phỏng, sau em học lại mà đang ôn bài mà em ơi em làm bạn gái nha. Anh nói là thi xong rồi quen mệt quá, lỡ thi rớt nữa làm sao. Em thi xong rồi anh lên cái chỗ thi của em luôn. Cái anh nói em thi đậu không? Đậu em làm bạn gái anh nha. Trời chưa biết kết quả mà cứ làm hoài. Cũng chưa nhận lời luôn. Chưa. Cho tới khi em biết kết quả em đậu bằng lái xe rồi bắt đầu em mới chấp nhận. Ví dụ như bữa đó con bé nó rớt rồi sao ta? Thì chắc là không ngày hôm nay. 3 lần em tỏ tình đều bị từ chối là lý do ta đang học vậy á. Em có quê không? Dạ không, phải kiên định với mục tiêu lý tưởng của mình chứ. Hay à, đó các bạn học tập nha. Nghe chưa? Mà mỗi lần em tỏ tình như vậy á là em phải chạy gần 60 cây số, tại từ nhà em xuống dưới Châu Đức và Rịa Vũng Tàu lận. Trời. Wow, đẹp trai không bằng trai mặt nha các em. Mà em thấy tội nghiệp không? Nó đi một quãng đường xa thì là xa, xong mà 3 lần bị từ chối. Có lẽ là không phải là từ chối mà là kế hoãn binh thôi. Nên em nghĩ lại càng làm cho bạn này bạn nuôi thêm hy vọng. Sao không chọn cái giờ người ta nghỉ ngơi á, hoặc là cái giờ người ta ăn cơm, hoặc cái giờ người ta đang vui á, tỏ tình ngay chân cái lúc mà người ta ôn thi là sao vậy? Cái giờ giấc thì em nghỉ rất là khó, thì cái khoảng thời gian em nghỉ là đa số là em phải báo đơn vị, em xin được phép em mới được đi ra khỏi đơn vị. Xuống là toàn là những cái giấc đó thì em phải tỏ giấc đó chứ. Tranh thủ đấy. Quá trình yêu nhau á thì hai bên gia đình có tác hợp không? Lúc mà hai đứa quen thì gia đình em rất là hợp tác. Như là tháng 12 á, là gần Tết á, thì ba có nói chuyện với hai đứa. Thì ba mới nói là bây giờ mà có yêu nhau, có cưới nhau á, thì chồng em về nói với ba mẹ, kêu ba mẹ xuống cưới. Xin cưới đàng hoàng cho quen tiếp, còn không thì thôi hai đứa chia tay tìm mối khác, chứ đừng có ương dở như vậy thì tốn thời gian cả hai. Thì là anh này kêu xuống luôn. Gia đình em thì anh biết là sẽ ủng hộ rồi đó, còn cái gia đình Quân thì sao? Gia đình em á là phải, nếu mà gặp được bạn vợ em hiện tại á là gặp là lúc là tới Tết, ra Tết năm ngoái lần đầu tiên gặp á, thì nói chung là ba mẹ cũng có cảm tình, bởi vì là vợ cũng nhiệt tình lắm, khi vào nhà cũng nhiệt tình, cũng năng nổ, cũng có như là vào cũng hay phụ làm việc này và kia, cho nên ba mẹ cũng thích. Vừa ra Tết xong là mùng 7, mùng 8 gì á, Tết á, là ba mẹ kêu là xuống dưới nhà, xuống hẳn với nhà vợ luôn, là nói chuyện á. Mới gặp lần đầu, gặp được có một lần là xuống dưới nhà rồi. Trời, tức là hai bên gia đình là không có gì sóng gió hết. Đúng rồi. Khi mà Quân mà ra mắt chỉ có mẹ vợ thấy thôi. Thế còn ba thì như thế nào? Nói chung là ba cũng ưng em, tại vì em cũng bộ đội giống ba. Khi mà em tới nhà lần đầu tiên luôn á thì em không có chào bác, em chào ba mẹ luôn. Dứt luôn. Trời ơi. Đấy, tới cái phần này anh không có muốn hỏi nhưng mà bắt buộc phải hỏi. Cái đêm tân hôn nó vui không? Vui. Em hỏi là đêm tân hôn ta phải vui chứ. Câu chuyện rất là vui luôn. Đó là cái phòng em ở là làm phòng tân hôn luôn á. Từ trước tới giờ em ở là không sao hết. Cái hôm mà em rước vợ em về tới nhà, cái một là tối hôm đó là trời mưa to, cái nhà dột, tự nhiên dột ngay trong phòng em. Ok không? Điểm quan trọng nhất. Đúng. Mà lại là bị dột như vậy sao Trúc? Em cũng mới nói gì á, tự nhiên đang nằm nhìn lên trần nhà cái nước dột. Anh ơi nước dột kìa, ấy là đâu có tân hôn cho anh, lo cầm thau làm khăn vô hứng nước. Xong rồi cứ hai đứa cứ suy nghĩ thôi, để khi nào đi hưởng tuần trăng mật rồi bù sau cũng được. Nguyên rồi đêm. Có bù không? Coi như là nguyên đêm đó hai chồng coi như là để thao hứng nước vậy đó. Ủa nhưng mà hỏi nè, có vừa hứng nước vừa đếm tiền không? Đếm tiền thì có bậc phụ huynh đếm rồi, cho nên là tụi em không cần đếm nữa, chỉ có hứng nước thôi. Rồi còn trong bậc thì sao? Tụi em đi trong bậc là ở Nha Trang thì đi chung với gia đình với anh chị của em luôn. Thì anh làm xây xe, đi là 3 ngày 2 đêm. Cái đêm đầu tiên ra thì xây xe ngủ thì mình không nói rồi. Cái đêm thứ hai cũng ngủ luôn anh. Tới khuya em kêu anh ơi, anh ơi. Mình đi thử tuần trăng mật mà. Rồi tới là ngủ. Đêm thứ ba là về rồi đâu có làm gì nữa. Ủa? Là coi như nó là nó alo anh nghe. Alo nè. Alo anh nghe. 3 đêm rồi mà một đêm đầu là hứng nước, 2 đêm sau thì ngủ. Ủa? Em có mong chờ cái đêm tân hôn không Quân? Mà sao em thấy em hờ hững quá vậy? Em lái xe được, lái được em không say. Nhưng mà em ngồi sau em bị say xe. Mà em say là hay bị say nguội lắm. Xong nhiều khi là đi 8 tiếng đồng hồ là em say khoảng chừng 2 ngày cơ. Trời đất ơi, say nguyên 2 ngày luôn. Cho nên ông đâu làm ăn được gì em? Hương ha. Hương. Say xe rồi, say cano rồi, say thuyền, say đủ thứ. Trời ơi này, đi đến Nha Trang là mệt rồi. Xong lại từ Nha Trang lại về nó lại mệt tiếp nữa. Đó. Lại say tiếp. Chắc tôi nghĩ chắc cũng phải dọn dẹn chắc nửa tháng mới có. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau về được là 2 tháng đúng không? Trong 2 tháng về ở với nhau thì em thấy ở cái người vợ của mình có những cái điểm gì mà em cảm thấy em rất hài lòng? Khi mà vợ mà ở nhà á là luôn luôn bám theo mẹ luôn. Bám theo mẹ em. À tức là mẹ, vợ rất hợp với mẹ. Vợ hợp với mẹ. Tuyệt bám vời. Theo mẹ. Sáng dậy đi chợ nè, ở nhà là trong bếp phụ mẹ các kiểu nè, nói chung là cứ bám theo mẹ. Mẹ đi đâu là bám theo đó. Mẹ ra đường bám theo mẹ ra đường, mẹ đi vô trong nhà bám theo mẹ đi vô trong nhà. Ủa? Vậy là yêu mẹ chồng. Trước khi mà lấy chồng á em coi mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu á, xong em thấy là trời sao mẹ chồng gì đâu mà ghê quá, sợ. Em không có dám lấy chồng tại sợ. Mà xong thấy mẹ chồng tuyệt vời quá vậy, hiền lắm, hiền như cô tiên vậy. Chiều em từ giấc ngủ cho tới bữa ăn luôn, ví dụ như ăn thì kêu là hôm nay con ăn gì mẹ đi mua, ăn được không con vậy á, hoặc là con thích ăn cái gì nên là em quý. Thế còn em thì sao? Trước khi mà lấy ảnh á thì em có nói với ảnh là em thích một người giống như ba em, là tâm lý, hiền, biết quan tâm, lo lắng, ga lăng. Ảnh có đủ hết luôn. Đôi này là rất là sướng ở chỗ là bố cũng tuyệt vời mà mẹ chồng cũng tuyệt vời luôn. Chả còn cái gì điều gì để mà nói đó. Thế có bây giờ hỏi này có thể có gì không hài lòng với nhau không? Đó. Dạ ảnh thích thả bom. Thả bom. Ảnh ngồi trong phòng máy lạnh á, ảnh cũng giống như sáng sớm chào vợ yêu buổi sáng, chúc vợ yêu ngày mới tốt lành, sau ảnh kết tủn. Trong xe hơi cũng vậy. Em ơi anh chuẩn bị. Nó có dậy mùi không em? Cái điều kinh khủng nhất ấy là có bao giờ chùm chăn lại không? Dạ có luôn. Có luôn. Ôi là lâu lâu anh mới về, một tuần anh mới về và anh phải làm một cái điều đó cho em đáng nhớ. Này cưng chùm chăn lại thả. Em không có gì kinh khủng bằng luôn. Chưa kể là anh mở cửa phòng ra, em ơi. Đóng cửa phòng lại. Những lần như vậy mình thấy phản ứng của vợ mình vui lắm đúng không Mương? Dạ vui với anh. Nhưng mà vợ em cũng đâu có kém đâu. Vợ cũng không kém. Rồi chúc em khai. Một hồi tới em đi nghe. Rồi tiếp tục. Nói gì nữa? Mỗi lần cọc là như thế nào? Em hả? Là vậy thôi hết rồi. Ủa vậy thôi em hả? Không nữa là đập đồ này kia. Em nói rồi mà không nghe vậy đó. Ồ. Nhưng mà mỗi lần vậy thì em sợ không? Dạ không, tại kiểu như ảnh kìm được cái bản thân của ảnh á. Em vậy thôi. Thôi vậy thôi. Không thôi. Trời ơi còn gì ghê gớm hơn nữa không? Gì đâu thế nào gọi là đập đồ đúng không? Đập đồ. Là có đập đồ đúng không? Đập hỏng không? Đập mạnh đó, kiểu như là cầm cái chổi đập mạnh xuống cái là nhưng mà không phải là đập vỡ đồ đúng không? Dạ đúng. Có khi nào ảnh về nhà ảnh mang những cái phong thái của người lính về nhà hay không? Dạ có, giống như là sáng 5 giờ sáng em ơi dậy 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 tập thể dục với anh. Mày mới thích không? Dạ không. Cái đó là tật xấu đó em. Mỗi lần em không thích thì sao? Không, em ngủ nữa. Dậy dậy dậy. Không rồi em quấn khăn em trùm lại em ngủ. Là 3 tật xấu rồi đó em. Đó. Thôi bây giờ đến lượt Quân đi. Quân bóc phốt Trúc đi. Vợ em thì cũng đâu có kém em đâu. Thì trong xe hơi cũng vậy thôi. Em mà có thả bom á thì em còn nói cho vợ. Vợ đây im im mà. Là nó im ru mà không nói năng gì hết. Em đâu có chạy được nữa đâu. Rồi gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Tật xấu thì cũng không có nhiều nhưng mà cũng hay gọi là miết ướt lắm ạ. Hay khóc lắm, dễ khóc lắm. Dễ khóc. Nói cái gì mà mình ý của mình á là mình không có cái ý nó tới như vậy mà kiểu như lại cứ nghĩ sâu xa đó, thành ra lại tự buồn tự khóc. Hay suy diễn đúng không? Dạ hay suy diễn lắm. Mỗi lần thấy vợ khóc vậy thì em như thế nào? Thấy khóc rồi bắt đầu lại phải xin lỗi, nịnh chứ biết sao. Không biết trời trăng gì cũng xin lỗi luôn hả? Dạ không biết gì cũng xin lỗi, phải biết nhận lỗi. Không sai mà vẫn nhận lỗi, đây là một người đàn ông tuyệt vời. Thế thương không? Không sai cũng phải nhận lỗi. Quá thương luôn. Thế em có muốn vợ thay đổi điều gì không? Bớt miết ướt lại tí, suy diễn nhiều quá. cho nên là khiến nhiều người em áp lực đau đầu lắm. Em phải thương bạn ấy vì bạn ấy phải xa mẹ, xa bố, xa gia đình để về làm dâu nhà em. Người phụ nữ sẽ tâm lý luôn luôn là như thế, khi mà mình phải xa gia đình để mình về một gia đình mới ấy, thì mình sẽ bị nhớ bố nhớ mẹ, đúng không em? Nhớ nhà mình hay khóc đúng không? Mỗi lần mà thấy vợ khóc ra ôm lại, ôm vợ thật là chặt, và chỉ đơn giản thế thôi, chứ phụ nữ đâu cần gì hơn đâu, đúng không em? Thế còn Trúc thì Trúc mong muốn Quân có những thay đổi gì không? Hiện tại thì không, tại vì ảnh đã tuyệt vời. Đáng yêu thật sự. Thế hai vợ chồng có dự tính là khi nào có em bé không? Tụi em đang tính là chắc khoảng năm sau thì mới bắt đầu gọi là sản xuất, thì năm sau nữa thì mới có được. Rồi. Chúc cho hai vợ chồng sẽ có một thiên thần đúng như là hai vợ chồng mong muốn luôn, bản sao của hai vợ chồng luôn nha. Rồi, cảm ơn, em cảm ơn anh chị nhé. Em tên là Nguyễn Duy Kim Thanh, năm nay em 21 tuổi, em mới tốt nghiệp trường ngành y sĩ. Em quê ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn ấy? Em là Nguyễn Hồng Kèm, năm nay em 29 tuổi. Nghề kèm của em là quản lý bên khách sạn. Hai vợ chồng là sống ở đâu? Giờ hiện tại hai chồng em thì mỗi đứa một nơi, nhưng mà sau khi vợ em ra trường thì về Cần Thơ rồi. Là em ở Cần Thơ hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bạn này xuống Cần Thơ hay là bạn từ Cần Thơ lên Sài Gòn? Dạ em về Cần Thơ. Tại vì trước sau gì hai vợ chồng phải gom vợ mối à? Đúng rồi. Không thể nào mà ở hai đầu nỗi nhớ được. Thôi bây giờ chúng ta trở lại là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Cách đây 2 năm em cùng với người dì và người em dâu của em đi xuống Cần Thơ chơi, thì ở ngay tại khách sạn của anh này. Trùng hợp á là anh này lại là bạn của người em dâu của em, thì từ lúc đó thì hai đứa mới biết nhau. Nửa đêm rồi thì anh này với lại người em dâu em đang nói chuyện thì kêu em lên nói chuyện tám cho vui. Sau đó thì qua ngày hôm sau anh này mới đi nhậu cùng với em và người em dâu với một người cậu nữa. Mà anh này uống được nửa ly à, xong cái mặt đỏ vương 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 lên. Em thấy thôi tiêu rồi, cái em mới uống giùm. Lúc đó em đi nhậu vậy xong rồi thấy 12 giờ khuya rồi, cái lại không ở quán người ta được nữa, bắt đầu kéo về khách sạn lần 2. Thầy em uống được mấy lon gì đó xong rồi em mất tèo quá. Em đi vô nhà vệ sinh ông này cũng lẻo đẻo theo. Trời theo kìa ông. Kinh khủng á, nghĩ sao mà em vừa bước ra chưa kịp với tay, ổng mới nắm tay em, nói như thế này: em ơi, anh thích em có 3 chữ à. Vậy chứ anh nghĩ đi nè, mình phải ga lăng tí xíu mới được. Sao em không đợi đi ra vài mét nữa là nắm tay tỏ tình? Tỏ tình ngay trong cái Facebook. Cái đó là nó tăng mà. Em nghĩ trong đầu cái thằng này nó chắc nó cũng khùng khùng tưng tẩn. Nghĩ sao đi tỏ tình ngay nhà vệ sinh, trời đất ơi. Rồi sao, có siêu không? Không. Xong rồi em không nói gì hết á. Xong cái qua ngày hôm sau á em đi về Sài Gòn, anh này không ra tiễn. Mà trên đường em đi về á thì anh nhắn cho em cái tin là rất là vô duyên, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tại vì lúc đó thì em cũng có bồ rồi nên em tiễn ra thì không có được. Sợ mà giấu em á, sợ phát hiện nên em phải nhắn tin là có duyên sẽ gặp lại. Sau khi về Sài Gòn cái anh không thấy em nhắn tin lại, cái anh cũng gọi điện rồi cũng rủ ra em đi xuống Cần Thơ, thì em mới bắt xe đi về gặp ảnh. Nó cũng là cũng MT dữ lắm nè. Mày trai. Người ta nói nhưng mà đây là lịch sự rồi, bây giờ mới dịch qua là mê trai rồi quá. Em hỏi anh chứ con gái mê trai thì mê gì vậy? Rồi xuống lần 2 là chính thức dính chưa? Chưa chính thức là dính, nói chung là cũng hơi hương rồi đó. Thì em mới nói là em chỉ là bạn gái anh không, anh lên Sài Gòn ở chung với em luôn. Rồi nhưng mà cái lúc mà lần 2 là em biết là có sự tồn tại của cái cô đó. Chưa, em nói là ổng nói với em á là ổng còn trai tơ, cái em á nói dài mà trai tơ, suy nghĩ lại để coi suy nghĩ. Rồi sau đó em nói em cảm giác có cái gì đó không có đúng, cái gì sai sai trong cái sự cảm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong cái một chị đồng nghiệp của ảnh mới nhắn tin là Kiệm không đơn giản đâu. Rồi xong rồi cái chị mà người yêu ảnh mới nhắn tin cho em nói, trời ơi ông này cũng ghê gớm lắm, quen người khác mà giấu mình. Cái em mới nhắn tin, mới gọi điện hỏi là anh ơi, anh có chuyện gì giấu em không? Em cũng cao thượng và rộng rãi lắm, em hỏi mấy chục lần luôn. Không, anh không có, anh chỉ yêu mình em thôi, em là cuộc sống gì của anh và vân vân. Em mới gọi điện thoại em quyết định: anh xạo quá à, thôi đi, anh có bồ rồi mà anh giấu em hả? Thế là em cúp máy, không liên lạc với ảnh luôn. Rồi sao? Nhắn tin thì không được, điện thoại không được, tức quá em mới lên Sài Gòn. Mà em điện cũng được, nó em đi cũng như là đi cũng như trong sự vô vọng, chứ em nhớ chật nhỏ bạn em đi chung với vợ em hiện tại giờ. Kêu em đang lên thành phố, ra bến xe miền Tây đón giùm. Em ngồi đợi đó khoảng cỡ gần 6 giờ, thấy vợ em xuất hiện mừng quá. Rồi lúc đó là đã cắt đứt với cô kia dưới chưa? Dạ chưa. Rồi sao nữa? Dạ. Em quyết định kêu ảnh nói là dạ anh chọn một đi, em không thích như vậy. Cái ảnh mới nói là thôi em ơi cho anh 3 ngày đi để anh về anh xử lý. Cuối cùng 3 ngày có xử lý xong không? Có. 3 ngày đó là bạn gái của em đang làm luận án tốt nghiệp ra trường, nên em sợ ảnh hưởng việc học của bạn gái em á, nên em xin hoãn lại 3 ngày để xong làm luận án xong rồi ngày hôm sau em sẽ nói chuyện dứt khoát luôn. Nhưng mà cuối cùng cái xử lý với bạn gái đơn giản không, nó nhẹ nhàng không? Dạ cũng hơi khó nhưng mà cũng vượt qua được. Vượt qua được. Dạ. Rồi bao lâu thì hai em mới chính thức là cưới nhau? Sau 1 năm rưỡi. Nhưng mà lúc đó đang đi học mà ba mẹ cho làm đám cưới hả? Em đâu có cho. Em thương gái lắm, em cưng trứng vậy hứng hoa luôn. Em nói là bây giờ nếu như mà anh mà vô đạo, tại vì em bên đạo Thiên Chúa, tưởng làm khó được ảnh, nhưng mà ảnh học đạo luôn, vô luôn. Giờ mẹ đã hứa rồi, giờ sao giờ? Phải chịu thôi. Mà trong lúc đang đi học luôn? Dạ đúng rồi. Cưới xong rồi là vẫn cứ đứa ở nơi? Dạ đúng rồi. Do chắc ăn vậy thôi để sao. Giờ anh hỏi nè, cưới nhau về rồi, cái thời gian nói chung cũng mới thôi, nhưng mà cái tật xấu có lòi ra nhiều không em? Có chứ. Kể đi. Bây giờ Kiệm có đồng ý cho vợ mình khui hết không? Dạ, lỡ lên này kể luôn nè. Vỗ tay nào. Rồi khui nha. Thứ nhất là mình mê vàng. Mê vàng. Mê vàng không mà. Mê vàng không mê vợ. Có nghĩa là có nhiều tiền mua vàng hết. Đúng rồi, trong khi hai đứa nhiều khi trong túi không có 1 đồng mà mua vàng. Đẹp. Mà mua vàng ai giữ? Ổng cho em giữ, mà em nói thôi anh giữ đi, giữ qua giữ lại cuối cùng thì anh giữ. Mà tôi không biết ổng giữ không, mà tôi thấy em đeo vàng đỏ tay luôn à. Tại vì ảnh nói em đeo chứ không phải là em muốn. Dạ. Có bao giờ mà tối về chỉ có lấy vàng hả, đếm mà quên ôm vợ không? Không vàng. Có không Kèm? Có không Kèm? Là cũng có. Thấy chưa? Rồi gì nữa? Ông này ghê lắm. Cãi nhau xong là ông này lúc nào cũng sẽ gọi nhắn tin năn nỉ này nọ. Mỗi lần ông năn nỉ mình á thì ông sẽ chụp hình bệnh hoạn nhức đầu vân vân là hù mình để mình nói chuyện lại với ổng á. Này ổng không có nhắn tin gì hết trơn. Cái em thấy ủa sao lại lạ, có một cái mùi gì đó rồi đó, mùi gì rất là nguy hiểm. Tanh rồi đó. Đúng rồi. Cái em mới vô Facebook của ổng, em thấy tin nhắn ổng với người yêu cũ. Trời ơi em chụp lại hình lẻ liền. Ông này em xóa liền, vừa chụp xong vừa xóa. Em sợ tại vì bạn em nhắn tin là hỏi thăm sức khỏe thôi, nhưng em sợ bạn dọm dơi làm ghen chết em phải xóa liền. Sức khỏe gì mà em ơi em khỏe không, anh cũng nhớ em rồi để vài bữa anh sắp xếp thời gian đi uống cà phê với em nha. Thì em chụp hình lại, em lại rộng lượng và nhân từ nói với ông như thế này. Anh ơi anh có lừa dối em cái gì hay anh có cái gì không anh nói đi. Không có gì hết em ơi, không có gì. Đương nhiên mình phải trả lời không rồi, có ăn chết. Lúc em trưng cái bằng chứng ra thì thái độ làm sao? Trời ơi em mới im lặng. Cái ông này á, ổng mới bắt xe từ ở dưới lên thành phố tiếp. Nghe cái mùi. Sao cái ổng nói em ơi anh xin lỗi anh ăn này. Trời ơi anh nghĩ sao anh nhắn vậy? Ông đừng nghĩ ông xóa rồi nha. Thôi em dụ điện thoại cái bật. Bể điện thoại. Không, dục chú dụ em đâu có mua đẹp của em đâu. Trời ơi tốn tiền mà. Ổng sao? Ổng mới nói là thôi em xin lỗi không nhắn nữa. Thế là nhắn với cái con kia là thôi em ơi vợ anh ghen, thôi khỏi đi mình, thôi ngưng nói chuyện đi. Bye bye em. Vĩnh biệt em. Vậy đó. Xong từ đó ổng vĩnh biệt luôn. Vĩnh biệt luôn. Dạ. Vậy là tật xấu đầu tiên á là mê vàng. Mê vàng. Thứ hai á là hơi lăng nhăng. Có mùi. Ngoài ra còn gì nữa không? Anh hay lý sự cùi, biện minh cho cái hành động của mình không à. Lý sự cùi đó. Đúng rồi. Mình sai mà cứ biện minh cho cái anh không có sai, cuối cùng không sai nhưng mà gặp em mà em trên cơ nên cãi với ông cũng mệt à. Có lần hai đứa cãi nhau á, ổng đang ở dưới Cần Thơ gọi điện thoại cho em lúc 11 giờ khuya rồi. Đang nói chuyện cái ông nói bạn không gọi. Xong cái ông gọi lại em nói là bây giờ anh phải giúp bạn anh vậy đó. Em nói thôi khuya rồi, giờ với em là khỏi đi ra ngoài bắt cóc bây giờ. Cái ổng nói anh sẽ cúp máy 5 phút nữa anh gọi cho em, anh hồi lại 5 phút rồi. Anh biết bao nhiêu phút không? Tiếng sau ông gọi lại cho em. Ông mới nói là em đang làm gì đó. Thôi mình vô vấn đề chính đi anh. Nãy giờ anh làm gì đi đâu, đừng có giấu em. Thì anh đi giúp bạn. Nó nãy anh nói không đi rồi, anh nói hứa với em mà tại sao anh lại như vậy. Cãi qua cãi lại, cái ông nói thôi anh mệt quá đi ngủ. Thế là ông không nghe điện thoại em luôn. Em mới nhắn tin á, anh liệu hồn anh nha, anh mà không nói chuyện em thì sáng mai đừng có hối hận. Là sao? Sáng ngủ thức dậy là cái tin động trời tới liền. Là tin gì? Nhân viên gặp em nó cười hí hí gì nè, em cũng không biết gì nữa. Cái hình ổng móc lỗ mũi gì nè. Đương nhiên là mình gọi xin lỗi gì nè, ngước mũi móc gì nè. Tức là trả thù giặc. Trả thù giặc. Em nói đừng hối hận mà. Xong rồi đăng lên là chống vợ thì chết mà nghe vợ thì sống, ngu ha bưởi. Cho chừa. Rồi, bây giờ tới phiên em. Vợ em có điểm đáng yêu nào không? Vợ em thì thường bạn nào đẹp lắm: anh, em đẹp không? Em nói trời trời, em đã nói xấu cho quýnh chết. Mà đẹp hả? Thì lúc nào cũng là muốn đẹp không, em nói đẹp em, đẹp đẹp à. Hỏi hoài nhức đầu quá. Thì lúc khen à. Rồi còn gì nữa? Em ơi, cho anh xin phép chương trình để nói nghe tối về bầm mình. Không sao đâu anh, vừa bước ra cửa em xử anh rồi. Thì nói chung là vợ em á, nóng tính cãi lúc nào cũng đòi thắng không à. Nó đang làm hay mệt thôi, anh thua. Anh được thua, anh phải cãi với em. Em nói anh thua cũng được thôi mà. Rồi bây giờ nè, em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong muốn vợ em á là cái nào đúng thì nghe, cái nào sai thì em hôn cũng được. Chỉ là bớt nóng tí xíu là tốt. Rồi. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Lúc em mệt đừng có chọc em, đừng có nhai với em. Rồi với lại đừng có lý sư cùi. Khi mà em nói gì ảnh phải suy nghĩ chút xíu, chứ đừng có nghĩa là mình luôn luôn đúng mà vợ luôn luôn sai. Em không chịu vậy. Đâu có đâu em. Không có gì, em cãi banh nhà lòng luôn. Ông nói cuối cùng ông nói chịu em thắng á. Nhưng mà cuối cùng cái thắng của em là chính xác hay là chính xác chứ? Tại vì em suy nghĩ dữ lắm á. Em cãi là có lý nha, chứ không phải không có lý đâu. Thế cặp này dễ thương quá ha. Những cái mà tụi em kể xấu về nhau toàn là những cái dễ thương, những cái rất là đáng yêu. Nhưng mà chỉ có một điều như vậy. Thực ra thời gian vừa qua là tụi em cho dù đã là vợ chồng rồi nhưng vẫn là yêu xa, vẫn là ở cách xa nhau. Sắp tới đây khi mà hai đứa ở chung một nhà ha, thì những cái mâu thuẫn nó mới nảy sinh. Thì chị chỉ nghĩ rằng là em thứ nhất là em lớn tuổi hơn. Dạ lớn rồi, 8 tuổi. Và em lại ở cái địa phận mà mình đã quen thuộc. Còn bạn này là bạn rời bỏ gia đình để bạn về với em. Thì những cái năm đầu tiên sống chung, chị khuyên là em nên nhường nhịn và em nên bảo bọc che chở cho người vợ của em. Tại vì thực ra vợ của em là có cái tính bộc trực trẻ con nhưng mà rất là dễ thương. Có sao nói vậy người ơi, đúng chất Nam Bộ luôn đó. Nghe vợ sống chấm vợ chết. Nói vậy thôi nhưng mà em dịu ngọt một cách là xong liền. Cho nên năm đầu tiên thì chị nghĩ rằng là một cái năm rất khó để tụi em có thể hòa hợp nếu như mà hai đứa không biết nhường nhịn nhau. Chồng là cái trách nhiệm nặng hơn vợ. Tuy nhiên về phía mình á, là mình 21 tuổi là mình cũng còn nhỏ lắm, mình mới tốt nghiệp. Nhưng mà cái suy nghĩ của em là tương đối là chín chắn đó, chứ không phải là con nít đâu. Con nít là cái tính cách thôi, nhưng mà trong cái suy nghĩ là không có con nít ha. Cho nên rằng bây giờ mình làm vợ rồi chứ không phải con nít nữa ha. Thì mình cũng sẽ nhún nhường với chồng mình một chút để cái cuộc sống gia đình mình sắp tới nó hạnh phúc, nó ổn định. Nghe không? Rồi, cảm ơn hai đứa. Chào chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức, hết tức. Sao? Em tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao? Chị có mua chuột gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà, đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy, đúng không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái nào. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó, cũng vậy. Đó là người Tây, người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc cũng quánh rồi. Sao ơi vậy? Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có... Bây giờ cái răng cái tóc là góc con người đúng không cưng? Cái góc em ở đâu? Cái góc nhổ hết rồi. Em không có cái góc. Nhổ cái góc rồi. Thì... Chị bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi, đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Đừng có chú vậy đi chứ. Okay. Lớn em rất nhiều. Chào chị, chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân, chào chú. Không, chị luôn. Bây giờ để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Rồi. Ok. Mời em giới thiệu về mình. Con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Rồi giờ tới em. Dạ con tên con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi nghe. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi open xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn ủa, có nhiều người ai nói Như xấu giờ? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè. Ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like light skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like I have like this skin or like white? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình, tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng? Và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Dạ, để xem luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À, vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 đó cô. À sao thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Là bằng em trai cô. Ok. Dạ. Cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa địa ảnh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động, người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì ảnh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba, cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn ban ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai đó cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her you fall in love with her. What about me? Like what make you like think like? When I first met her, Em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà không nhìn chảnh chó nhưng mà đẹp đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chảnh chó rồi đó. Yeah. So I'm curious, more curious about her, and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó, không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, anh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Ok. Rồi quay nón nhiều quá, keo nằm dính nha. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 2 người. Trong 3 tháng là 2 người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin rồi. Từ khi ảnh về bển là 2 người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng đến tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là 2 người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng 1 tuần luôn. Cho nên 2 người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau, đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ, không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I'm scared of the love. You miss her when you live far away from me. Do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first. Em sợ a little bit, yeah. But then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Yeah. Về quyết định luôn đó là, sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ 2 người mới dạ nó sợ mất con. Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ 2 người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được 1 tuần, ảnh về bển lại, anh mới bắt đầu là anh nói là ảnh yêu con, ảnh muốn là đi sâu hơn nữa, ảnh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngưng nói chuyện đâu khoảng 1 tuần, ngưng nói chuyện khoảng 1 tuần. Rồi xong rồi ổng mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện từng, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được 1 tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu? Ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi, là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12. Tháng 12 anh về bển, ảnh ngay chăn Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển, xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại hồi đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao thấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai Josh. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsu. Yeah. Still learning Vietnamese. Học tiếng Việt 8 tháng rồi. 5 tháng rồi. 8 tháng. 8 tháng. Dũng Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Với Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là công việc ở bên kia. Happy or say when you moved over here to live with me? How is your life now? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ ảnh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác, cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định. Không phải đâu, râu quai nón nhiều quá. Nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em con bỏ luôn đi, con đâu có cần phải dán đâu con. Dán ở dưới. Không được, nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Đó. Rồi. Tiếp tục nha. Trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được 1 tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi. Gia đình con làm hụi đó rồi, ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông Như. Rồi anh hỏi Josh, anh hỏi Dũng nha. Thế cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When? First kiss. When I first moved over, yeah. Like khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay, lần đầu tiên sân bay. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà, cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường, phong tục đó nó phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đang làm giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây, mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Dạ. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước của Như á, thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Có nhưng mà không có. Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên ảnh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có. Tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Ảnh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Ảnh đang nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong mà mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese hát được không? Yeah, được. Hát đi. Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Bài Từng yêu là của ai quên rồi? Của là Phan Đăng gì đó, Phan Như Anh hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Không có nhạc, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nó nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh rành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cù bắp. Em cù bắp. Rồi xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc, kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something, but don't not really bad. Not really bad. Oh well. What? Cái gì không nhớ hả? No, ok. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, mà lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng bẫy cái kiểu. Đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn, cái ráp người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy, thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội, là hay cãi nhau mấy cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like you difficult, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Yeah, xạo. Xạo. Không xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu gì ta? Cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, ảnh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin, nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh. Còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận, she get angry, nhanh, bực bội, nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thì, just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so. That's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính ông là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng đùng lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Đây là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's Always more 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? More one hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or yeah, I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười rồi làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Đâu cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile. No, like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu sao sao? I'm sorry. What do I do? I don't even know my face. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang thay đổi nhanh. Sang nông chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi góc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well. And then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hãy nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì cũng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, là gọi là sao? Đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like not bd. Rồi trời ơi, là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chúc là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình của chúng tôi. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ BD. Con Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh yeah.